Dạ vâng, em Tuấn Hưởng xin được kính chào tất cả các bác đã đam mê audio trên toàn quốc. Và video clip ngày hôm nay, Cường bày đang Tuấn Hưởng lên sóng cũng như là giới thiệu cho các bác một đôi loa đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng của hãng Infinity, có model là GS25 mã. Và đây là thuộc dòng loa đẳng cấp đã làm nên thương hiệu dầu của hãng Infinity, được rất nhiều các bác được biết đến với có một cái âm bát cực kỳ là sâu, trùng chép chi tiết rất là tách bạch. Đấy. Giúp các bác chơi nhạc vàng, nhạc trữ tình rất là hay và rất là dễ phối ghép về âm ly. Và loa sử dụng với là cấu hình là hai bát 25 cm và ba mic 12 cm và hai chép emit, và đây cũng như là dòng chép đặc chủng của hãng dành cho âm thanh là cực kỳ là sống động. Cũng như là các bác đã thấy thì cái chiều size cũng như là cái chiều cao cân nặng con này cực kỳ là khủng. Loa Infinity của model là GS25 mã sở hữu với chiều cao là 1m22 cm và có chiều ngang là 58 cm, chiều sâu của đôi loa là 46 cm, thiết kế với hình cánh buồm nên là rất là đẹp. Các bác thì chạy bày cũng như là trang trí thì cực kỳ là đẹp luôn ạ. Loa thì có vân gỗ màu vàng và cân nặng của đôi loa thì là xấp xỉ là một tạ trên là một đôi. Và sau đây em sẽ tiến lại gần hơn cũng như là quay cận cảnh từng chi tiết độ sắc nét để cho các bác cùng trải nghiệm mức độ đẹp của đôi loa. Đầu tiên về tình trạng của đôi loa này thì cập bến tại cửa hàng bên em Tuấn Hưởng trong tình trạng đẹp xuất sắc này. Tất cả còn zin nguyên bản tuyệt đối luôn ạ. Các bác đã thấy thì loa có một cái size cực kỳ là cao to này. Đấy. Loa sử dụng gồm hai bát 25 cm các bác nhé. Gân là gân mút, màng là màng cao su trong. Các bác nhìn thấy là tất cả là bên trong là côn nhện, tất cả mọi thứ các bác nhìn rất là rõ đúng không ạ? Cửa hàng bên em Tuấn Hưởng là bao zin trọn đời cho các bác luôn. Tất cả còn rất là đẹp luôn. Đấy. Và bên trên là ba tiếng Trung, ba loa lo chung thiết kế với là thẳng hàng, và đây là cái chép emit. Đấy. Cái chép này là đặc trưng của hãng Infinity các bác nhé, có hai chép, một chép hướng về đằng trước và một chép thì hướng ra đằng sau của đôi loa. Đấy. Tất cả thì là còn rất là đẹp, zin nguyên bản, e căng hay tất cả mọi thứ thì còn tất cả là còn zin các bác nhé, e căng này cũng như là các bác đã thấy thì thùng quách là không hề bể lở gì này. Đấy. Và đây cũng như là phần sau của đôi loa đây ạ, thiết kế với hình cánh buồm, em sẽ quay lại cái cho bác xem được cái phần hậu của đôi loa để cho chi tiết và rõ hơn ạ. Đây là phần hậu các bác nhá, thiết kế là độc dị và lạ. Đây cũng như là một cái chép hướng đằng sau của đôi loa này, chép emit này. Cái này là hai cái tinh chỉnh của giải mid và giải chép các bác nhé. Đấy. Cầu loa tất cả là còn zin, các bác có thể cắm chân cầu loa cắm bằng dây bắp chuối này hoặc là chân dây mỏ chim, đầu mỏ chim rất là tiện. Đấy. Rất là dễ sử dụng. Và tiếp đến với phần báo giá của đôi loa Infinity có model là GS25 mã này, là cửa hàng bên em Tuấn Hưởng đang bán cho các bác với cái giá là 30 triệu đồng. Và trong mức giá 30 triệu đồng này là cửa hàng bên em sẽ bao gồm phí ship cho các bác. Cái mức giá của cửa hàng bên em đưa ra thì luôn luôn rẻ hơn so với giá của thị trường từ 5 cho đến 6 triệu. Và video clip ngày hôm nay thì cửa hàng bên em cũng xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.